Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 1236 về việc giao Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Điện Biên. Trong nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giao bà Lò Thị Luyến, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Điện Biên, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Điện Biên đến khi kiện toàn chức danh trưởng đoàn. Trong thời gian phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Lò Thị Luyến được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp của chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, hệ số 1,25. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.